Một tình huống bi hài đã xảy ra khi huấn luyện viên Mourinho đi kiếm cầu thủ Eric Dier đang thi đấu nhưng bỏ chạy khỏi sân trong trận đấu ở vòng 4 cúp liên đoàn rạng sáng 30:09 giờ Việt Nam giữa Tottenham và Chelsea. Vào phút 77, Tottenham đang bị Chelsea dẫn trước 1-0. Dù đang thi đấu nhưng đột ngột tiền vệ chơi hay nhất của Spurs là Eric Dier bỏ chạy khỏi sân khiến huấn luyện viên Mourinho không hiểu chuyện gì phải đi vào phòng thay đồ kiếm ngôi sao này. Sau trận đấu, Eric Dier thuật lại lý do anh chạy khỏi sân vì bị đau bụng nên không thể kềm lại, buộc phải phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh để giải quyết. Huấn luyện viên Mourinho khi đó cực kỳ tức giận vì không biết lý do nên đã đi thẳng vào phòng thay đồ để lôi Eric Dier trở lại sân. May là Eric Dier cũng giải quyết rất nhanh, bầu tâm sự để quay trở lại sân giúp đội nhà sau đó gỡ hòa 1-1 và thắng luôn Chelsea với tỷ số 5-4 sau loạt sút luân lưu 11m. Trong đó, Eric Dier là người sút thành công quả luân lưu 11m đầu tiên góp công trong chiến thắng của Tottenham và sau trận cũng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sau khi biết mọi chuyện, phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mourinho không hài lòng về hành động bất thình lình bỏ chạy khỏi sân của Eric Dier dù bất cứ lý do gì, trong khi đội nhà đang ở tình thế khó khăn bị dẫn trước và còn bị mất người. Bản thân ông cũng không rõ lý do để có thể xử lý tình huống trên sân, chính Eric Dier cũng thừa nhận, Jose Mourinho nổi cáu, ông ấy cằn nhằn tôi. Nhưng biết làm sao được, lẽ tự nhiên đang kêu gọi và tôi thì không thể kềm lại được. Tôi cũng nghe nói là khi tôi chạy vào phòng vệ sinh, Chelsea có thêm 1-2 cơ hội nhưng không ghi bàn được. Thật may, nếu mà họ ghi bàn thì tôi không biết phải giải thích làm sao.